Hai cho anh nghe nói chị Thiện Lực, nhà tù anh chỉ đạp. Đây video mã là tập số 194 với cái là server số 24. Server tương đối là cũ đúng không? Đấy, đội hình hiện tại đang sử dụng là siêu hỏa tứ hồn, một đội hình tương đối cơ bản, hai đả à, hai kỹ hai vệ. Chít hỏa thì nếu như mà không lục môn thì mình nghĩ rằng nó cũng tương đương một cái bộ con gọi là kỹ thôi, khi mà nó buff về hiệu ứng và cái sự bản thân chít hỏa cũng hiệu ứng rất là kinh, câm lặng này cả tiêu hồn nữa đúng không? Mình check từng võ sĩ một như sau. Yorizi đã 6 sao, chít hỏa 6 sao, Yashimitsu chính xác là 7 sao, tí mình check môn. Kết hợp cùng với Yashiro thổ hình thành cặp combo của team về health. Giz 6 sao, Leorazi 6 sao, và cuối cùng là cái gì là Kaunex cũng 6 sao. Mình có thể nói vắn tắt là full boss 6 sao đúng không? Khi mà hai con này cũng còn khoảng tư chất 13,5 rồi. Mình check môn kỹ càng từng võ sĩ. Mình cho rằng đây một cái đội hình có cái sự đầu tư và tính toán khoa học đấy các bạn ạ. Chứ chơi full boss mình nói luôn là mệt đấy. Đặc biệt sắp tới các bạn sẽ thấy nó update môn của rất nhiều võ sĩ. Các bạn sẽ thấy những cái áp vip thấp ấy, chơi rất là nhiều boss, full boss ấy, sẽ cảm thấy là tương đối mệt mỏi. Và các bạn sẽ thấy là những cái đội hình có tư chất 12, 13, 13,5 thì nó sẽ lên ngôi. Đấy là cái điều mình có thể gọi là cam đoan. Từ môn cho Yashiro thổ. Cái mảnh này dù khó kiếm hơn Leola nhưng vẫn là dễ kiếm hơn so với chiếc 14. Leola cái hiệp chít hỏa mình đề xuất các anh em nào nhận ác này thì lâng cho nó lên lục môn không khó khăn. Leola dị đã lục môn và mình nói luôn là để đạt được cái tầng này thì Leola dị tốn khoảng tổ 400 mảnh vạn năng nha, hồn hiệu, hồn sách và hồn vũ khí cũng tốn tương đối nhiều, nên thực sự đây là một công trình thì các bạn, không phải đơn giản đâu. Yorizi đã ở trạng thái tứ môn và hứa hẹn lục môn của Yorizi sẽ là một bước đột phá cho tứ hồn khi mà lượng đam, lượng sát thương và cái khả năng của nó là thay đổi rất là lớn. Nó có một cái khả năng mình vẫn hay đề cập từ một số video trước, đó là cái khả năng lây nhiễm zombie, như kiểu zombie nó là một con mà bên đội bạn mà dính ấy, mà chết đi nó sẽ lan cho toàn đội và hiệu ứng này cực kỳ khủng khiếp các bạn nha. Mình nhớ không nhầm nó vừa giảm nộ lại vừa đốt máu theo phần trăm, thực sự là một cái điều gì đó quá kinh khủng, kết hợp giữa cả Leorazi và cả Kaunex quá kinh khủng, quá kinh khủng. Cái này thì để trong tương lai thôi đúng không? Giz đang trong quá trình nâng lên tứ môn và thực sự thì Giz phải nói hiện nay đang là cái giai đoạn nó tự cường rất là nhiều lợi thế. Các bạn nào muốn theo dõi cái sức mạnh thực sự của Giz thì có thể theo dõi thêm clip của Mina Giz lục môn. Mai hình như là trong đội hình 2, tuy nhiên thì cũng 130.000 chiến rồi đúng không? Bên dưới này còn có Anis. Thôi nó ở trong đội hình 2 nên mình không không xét tới nha, xét đội hình 1 trước thôi đã. Đội hình cực kỳ kinh khủng khiếp đúng không? Nhìn lực chiến là mình đã thấy gọi là phê rồi. Tổng lực chiến lên tới 934.000, một A hết sức chất lượng. Còn lượng kim cương còn lại lên tới 17.800, hoàn toàn là có thể gọi là gì nhỉ? Quay mốc mèo ở mức độ tối đa khi vào rơi vào cuối tháng. À này gai này nên các anh em yên chí là quay mèo ở cái gì hàng ngày quay vừa quay mắn đều tay, mỗi ngày rơi khoảng 400 đến 500 kim cương. Quay mốc mèo tối đa là điều hoàn toàn trong tầm tay rồi đúng không? Mình check cái gì nữa nhỉ? Túi đồ ác này còn một cái hồn hiệu Anis này, cái gì là hồn khí Anis 56 mảnh vạn năng. Trong số thẻ ở đây nổi trội vẫn là thẻ ca phẩy, tuy nhiên nó trong đội hình 2 cho nên không quan trọng lắm. 148 chia dương thần. Ở danh sách võ sĩ mở ác này đang có ca phẩy Anis Kula, bên dưới này còn có ai nữa. Rồi Orochi sắp về đội rồi đúng không, như vậy còn thiếu tổng cộng 6 võ sĩ. Tô Đốc Trường ác ngoài 220:59 là bao nhiêu, hiện tại đang là top 2 hoàn toàn để đánh lên là top 11 đến 20 các bạn nhé. Đấy, chủ yếu là không online thôi. Đây không online này đúng không, sau đó thì câu mới dìm xuống tận tận hạng 36 mặc dù được chiến 900.000, quá kinh khủng. Uy lực cũng không hề thấp các bạn nha, cao hơn uy lực của mình là cái chắc 30.400. Mình sẽ đánh lên top cho các anh em xem thấy đúng không. Ông lại bảo là cái gì nhỉ, chém gió. Video hết sức là từ một trực tiếp không có sắp đặt gì các bạn ạ. Đội bạn sử dụng team tương đối lủng củng đúng không, hổ ra hổ, rắn không ra rắn và tứ hồn cũng không ra tứ hồn, chắc chắn là đội bạn sẽ nhận cái kết cục là được báo trước. Không phải cứ thấy mạnh là người ta mạnh là lâng đâu các bạn ạ, nó phải có tính toán. Rồi các bạn, chi thỏa nó cũng chí mạng cực kỳ kinh khủng đúng không? Các anh em nào mình nghĩ là lấy ác này chả có lý do không nên lâng lên cho nó lên trạng thái lục môn cả.
Mãn dục shita ka? Rồi đội bạn không hình thành những cái thể thống gì cả, cho nên là nó bung rất là nhanh, khác hẳn với đội hình bên phe ta đúng không? Nó có một cái chất rất là riêng rồi. Rồi ca phải rất là trâu bò, nhưng mà ghi không phải là yếu, được nâng lên tới tam môn rồi. Trận này đôi bạn còn khá là hên, mình đánh giá đôi bạn khá là hên. Đấy, khi mà được hưởng lợi khá là nhiều từ việc Leo La Dị bên phe ta bị khống chế. Đôi bạn mặc dù làm đội hình nó hơi lúng cục, mình phải nói luôn là khả năng khống chế của nó hết sức trâu bò. Rồi, nhưng mà cái gì đến cũng phải đến thôi, đúng không? Đấy, khi mà bộ đội hình có tính chính xác hơn, phòng hơn, mình nghĩ rằng cái việc chiến thắng là nên là như vậy, đúng không? Không nên tạo ra những cái sự vô lý quá. Rồi, mình nói luôn là hoàn toàn đấy, lên top 2x nha. 1x, mình xin lỗi 1x chứ không phải 2x. 900.000 lực chiến mà bây giờ công không cho lên top thì còn đợi đến bao giờ nữa, đúng không? Đấy, tứ hồn này các bạn nhìn thấy uy lực rất là thấp, lực chiến thấp nhưng mà nó có tính khoa học nó khác các bạn ạ. Đấy, chưa chắc là đánh được đội hình của cái gì nhỉ? Manfred đâu. Đấy, Salom Chôm mình cái gì đánh chưa? Lực chiến xem vào đánh rất là cao các bạn ạ, cực kỳ cao luôn. Đấy, siêu hòa tứ hồn, mình đánh với DG tiểu thư đi. Mình nhỏ rồi lên được 1x cho nên mới nhìn đội hình về lực chiến là mình biết các bạn ạ. Nó có chất, cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó có nét, đúng không? Có chất, có nét. Nó có một cái định hình rất là rõ rệt rồi. Không thể nào cả server ông toàn chơi rắn, toàn chơi hổ được, đúng không? Nó phải có đa dạng, có chức các chế. Yashiro thổ sẽ tăng khá sát thương cho toàn đội các bạn ạ. Tức là lượt 1 của nó sẽ rơi vào khoảng độ bao nhiêu? Bốn võ sĩ nó rơi vào khoảng độ, mình nhớ nhầm, khoảng sắp xỉ 50% tỷ lệ khá sát thương. Do đó là các bạn thấy là cây máu bên phe ta gần như không mất bao nhiêu cả, đúng không? Yashiro thổ thực sự nó sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa ở trạng thái lục bôn. Gaina thì vẫn gọi là gì ủ Yashiro thổ khi mà update bôn của nó hơi chậm hơn so với các bộ sĩ khác. Mình cho rằng tất cả đều nằm trong sự tính toán của Gaina rồi. Tiếp tục là tăng khả sát thương cho toàn đội. Rồi. Trong chuyện này thua mất rồi. Vì Leo La Dị bên phe ta khá nhọn, bị khắc chế tương đối nhiều. Đấy, thì nếu không thì mình nghĩ rằng cửa thắng hoàn toàn nó vẫn nằm trong tầm tay. Đấy, tương đối nhọn. Rồi, không được hỏi đúng không? Không được. Đấy, trận này Leo La Dị, một trong hạt nhân của team mình nghĩ rằng đã bị khống chế. Với team này thì cá nhân mình thì mình thích mình thích để chít hỏa lên trên hơn. Đấy, vì chít hỏa nó hồi lộ khá là lâu. Mình thích để Leo La Dị xuống dưới, bởi vì thực sự Leo La Dị có những cái chỉ số ẩn rất là tốt. Mình nghĩ là nên để như vậy. Gợi ý cho anh em nào chơi chín hỏa lên làm con mút thôi, chứ không để lên đánh lông dài, nó hồi lộ rất là lâu. Đấy là điểm yếu mình nghĩ là duy nhất của chín hỏa. Còn lại chín hỏa hoàn toàn là toàn năng, nó rất hữu dụng tới từ cả nội tạng, cái tuyệt kỹ, cái độc chiêu. Rồi, cá nhọn đúng không? Khi mà Leo La Dị luôn luôn bị khống chế. Mình nhận định thì Leo La Dị trong team tứ hồn vai trò của nó còn quan trọng hơn cả Yori Dị. Tứ hồn có thể không có Yori Dị nhưng mình nghĩ rằng rất không lên là không có cái gì nhỉ? Leo La Dị. Sau khi tung tuyệt kỹ thì Leo La Dị còn tới
Tung cái gì ạ? Tăng tới 30% khả năng hiệu cho Titan. Ngoài ra thì còn tăng 12% khả năng thương cho toàn đội. Đây là một cái buff mình đang hết sức là chất lượng. Nhưng mà hình như gà rán đang lỗi. Quả vừa rồi tụi tung tuyệt kỹ nhưng mà lại không được gọi là tăng khả sát thương, đúng không? Mình để ý nó không được tăng khả sát thương cho toàn đội, tương đối là lỗi. Tương tự như vậy đối với tuyệt kỹ của Chrysalis, hôm trước thì mình không để ý ra nó đang lỗi. Rồi, có vẻ là tương đối là khó thắng như G4 rồi, khi mà gà rán không ủng hộ, đúng không? Rồi, trận này thua rồi, tương đối nhỏ. Leo là gì? Không ăn thua, nó đang bị lỗi một chút. Rồi, ở đâu các anh em mua về thì test lên thêm thôi. Nhưng ở đâu hiện tại đang top 2x nha. Chiến thì tương đối ổn rồi. Giá của ác này là 800k. Bạn nào mua ác thì liên hệ với mình trong số điện thoại cũng như link Facebook bên dưới phần mô tả của video. Đây là video bán ác tập số 194.